Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với cái channel của mình nha. Thì trước mình thấy có một số bạn comment kêu mình chơi Mỹ Nguyệt đi. Thì con Mỹ Nguyệt này các bạn có thể đi top được, các bạn cũng có thể đi rừng được nha. Nhưng mà hôm nay mình bị có người giành top rồi cho nên thôi mình đi rừng luôn. Thì mọi người mới vô nhớ nâng chiêu 2 trước cho mình nha. Dù đi đâu đi nữa mọi người cũng nâng chiêu 2 trước cho mình. Đó, bất kể đi top hay đi rừng thì các bạn cũng nâng chiêu 2 cho mình. Đó, thì nhưng mà mình không khuyến khích con này đi rừng nha. Tuy là mình nói con này đi rừng hay đi top thì cũng được, nhưng mà mình nói tiếp là mình không khuyến khích con này đi rừng. Bởi vì đi rừng các bạn nên nhường cho những vị tướng sát thủ có sát thương này nọ đi rừng thì ok hơn. Còn con này thì nên đi top cướp bùa ép rừng này nọ. Nhưng mà hôm nay mà bất đắc dĩ nên mình mới đi rừng thật. Được mạng không? Không được mạng luôn mọi người. Thôi không sao nha, thì mình sẽ qua mình cướp luôn cái con bùa xanh đó. Mọi người biết tại sao không? Bởi vì con diệu nó đã mất cái trừng trị rồi đó. Lúc nãy mà con diệu nó dành ăn cái con chim ở mít thì bây giờ nó đâu còn trừng trị đâu mà nó đòi trừng trị thi với mình, đúng không mọi người? Đó, mọi người nhớ để ý khi mà cái con rừng của nó mà đã mất cái trừng trị khi mà nó ăn con chim ở mít rồi thì mình có thể vô cướp nha, với điều kiện là mọi người khỏe và mọi người tự tin là mọi người có thể cướp xong rồi chạy ra được, chứ không phải là cứ thấy nó trừng trị rồi vô cướp nha. Dù team nó đông quá thì mọi người vô cướp mọi người chết luôn đó. Giờ nó cay nó qua nó định ăn cái con này của mình nhưng mà đâu có được đâu mọi người. Đó, thì mình nói rồi, con này mọi người nâng max cái chiêu 2 lên cho mình, nâng chiêu 2 trước rồi nâng max chiêu 2 luôn. Đó, để làm gì? Để cái chiêu 2 này á, khi mà mọi người nói dây trúng á, nó sẽ bị giảm tốc này, rồi mọi người sẽ được hút lấy công phép với lại công vật lý của nó nha. Tức là khi mà mọi người cắm chiêu 2 trúng nó thì mỗi giây hay mỗi 0,5 giây gì đó thì cái công phép của nó sẽ bị giảm, công vật lý của nó cũng sẽ bị giảm và chuyển qua thành điểm cho mọi người. Đó, mọi người để ý cái tấn công của những con quái đi, nó nè để ý nè, 200 mấy, nó bị giảm xuống từ từ đó mọi người thấy không? Cái chỉ số ở trên đó, công phép, công vật lý nó bị giảm thì cái đó sẽ truyền qua cho mọi người. Thì khi mà nó bị nối dây á, nó sẽ càng ngày càng yếu, còn mọi người sẽ càng ngày càng khỏe nha. Đó, cho nên là khi mà bị nối dây trúng thì khả năng mà solo thắng được Mỹ Nguyệt thì nói chung là khá là hiu đó mọi người, nó không có solo thắng đâu Mỹ Nguyệt đâu. Nhưng mà với điều kiện là chiêu 2 này phải trúng nha. Và cái chiêu 2 này tuy là mình nói thế, mình thấy mọi người thấy thế thôi, nhưng mà thật ra chiêu 2 này rất là khó trúng nha mọi người. Chơi không quen là nói không bao giờ trúng đâu, phải đứng sát bên mới trúng. Còn những ai mà bét Mỹ Nguyệt rồi thì chắc là nói dễ thôi mọi người. Đó, thì mình sẽ tiếp tục cướp rừng nha mọi người. Con này mình thấy, nói mọi người thấy không, cướp rừng ép rừng rất là ghê luôn. Mình sẽ vét hết những cái con này luôn, dịu ra kệ dịu nha. Mình chỉ cần nói chiêu 2 trúng nó thôi, từ từ mình hết lính rồi, ok hết lính mình sẽ nói chiêu 2 vô nó. Đó, nói chiêu 2 cho nó là coi như nó xong rồi đó, nó đâu có còn gì để đánh với mình đâu. Công vật lý nó giảm còn có 100 điểm rồi. Còn mình thì chắc là tăng lên 300-400 điểm rồi. Cho nên là nó đâu có cửa với mình mọi người. Từ từ mình sẽ có hồi con quạ rồi. Rồi ok, mình sẽ ulti rồi mình biến qua con quạ. Đó, mọi người thấy ảo chưa? nó chỉ cần gọi là con quạ xong rồi nó chờ thời cơ, nó dùng chiêu một nó tẩu thoát là nó cướp bùa rồi rất là dễ mọi người. Cho nên là mình khuyến khích con này đi top để ép rừng hơn. Riêng là trận này là do mình bị giành rồi thôi, nhưng mình cũng thích chơi con này đi top lắm. Nhưng mà mình cũng chơi được nó vài trận thôi mọi người, mình không có thích chơi những cái con như này. Vì mình nói thẳng luôn, mình nói thật luôn là cái con này nó sốc đam rất là kém mọi người. Nó thuộc loại như là solo nhây nhưa, cò quay, hồi máu các kiểu, chứ nó không thuộc loại con tướng mạnh về khả năng sốc đam nha. Đó, khả năng sốc đam thì bạn nào thích mà đam to này nọ thì chơi con này nó sẽ rất là chán. Mình chơi con này mình rất là chán mọi người. Nhưng mà mình cũng muốn làm mà chiều các bạn làm video cho nên là mình mới bích con này để chơi. Và đi rừng thì nó cũng đỡ chán hơn anh em. Đi rừng thì nó có này nọ, mình đi khắp map mình kiếm người này nọ thì nó đỡ chán hơn. Đi top thì đi với mỗi con đúng chán luôn mọi người. Nhưng mà mình sẽ cố làm thêm một video về đi top nữa, nhưng mà mình không có hẹn ngày nào nha, tại vì mình rất là chán chơi con này mọi người. Chơi nó đúng kiểu sẽ sát thương yếu luôn á. Đó, mình sẽ ăn hết những cái con này, từ từ một tí mình sẽ nhường cho AD sau mọi người. Bây giờ mình đang cần đồ, mình sẽ vô cướp tiếp mọi người. Mình đã timing được con bùa rồi. Diệu bây giờ đánh không nổi mình đâu mọi người, chắc chắn mọi người là đánh không nổi luôn. Chừng trị nhẹ đó, tưởng nhiên nó bay kệ nó mọi người. Mình sẽ đứng đây mình còi cưa cho nó luôn mọi người. Đó, mình đã nói trúng nó rồi thì đố nó bay chết được mình luôn. Khi mà nó bay mình chỉ cần ulti cái nhẹ thôi mọi người. Đó, ulti con này là
nó cũng gần. Thôi, bay chạy ra mọi người, chạy làm sao giết được mình mọi người, thấy ảo chưa, ảo chưa? nè ulti hồi lại rồi, nó ulti hồi lại chứ được. Ok không biết được. Cái gì ghê vậy, nó tóc biến luôn mọi người, nguy hiểm thế. Tô liệt team địch mình thấy đánh khá là hay mọi người, nó bốn mạng rồi. Nó cũng phá nát ở trên kia rồi, team địch mình thấy được, còn tô liệt là hay nhất đó. Thì mình cũng phải cẩn thận con này tí mọi người. Thì cái ô này là sau khi mình lên cái giày rồi, mình sẽ lên tới cái kiếm này nha mọi người, cái kiếm vàng ở bên phép đó. Thì con này lên cái kiếm vàng nó khá là hợp, bởi vì nó cần tóc đánh. Ui tôi Uyển Nhi team mình hả mọi người, hai team đều có Uyển Nhi mọi người. Mình cứ tưởng Uyển Nhi nó bay tới. Thì mình nói tiếp là mình sẽ lên cái kiếm vàng. Lên cái kiếm vàng thì nó có tóc đánh. Thì con này rất là cần tóc đánh để mà hút máu này, để mà tăng cái thanh nội năng ở dưới này, để mà duy trì nó đó. Rồi để mà gọi là mình không biết nói sao, nhưng mà nói chung con này lên cái kiếm vàng rất là mạnh nha mọi người. Đó, thì mình để ý mình test thử rồi, lên kiếm vàng rất là mạnh. Nhưng mà mình sẽ lên sau khi mình lên cuốn sách hút máu. Nãy mình nói nhầm, mình lên sau khi mình lên cái sách hút máu này nha mọi người. Đó, chứ mình không có lên đầu. Lên sách hút máu trước để mà mọi người thấy đó, cái khả năng hút máu rất là ghê gớm. Thì Mỹ Nguyệt này mình ưu tiên nhất là lên luôn cuốn sách hút máu trước. Rồi sau đó mình muốn lên gì đó mình lên, có thể lên xuyên giáp cũng được này họ. Nhưng mà mọi người đừng có lên những cái món mà kiểu nó full dam quá, chẳng hạn như trượng rồng này nọ thì không nên lên nha. Lên những cái món mà cấu rẻ rồi xuyên phép nè, hay là trâu bò này thôi. Chứ mọi người đừng có lên những cái món mà trượng rồng sóc đam nó không có mạnh đâu. Mình sẽ ulti, mình sẽ không có chết pha này đâu mọi người. Mọi người thấy đó, cái khả năng hút máu từ con Mỹ Nguyệt này hình như chiêu thức của nó đã có hút máu rồi, mà nó còn có cuốn sách hút máu nữa, thì mọi người thấy hút máu rất là ghê gớm, kinh khủng luôn. Rồi thêm cái khả năng mà nối dây rồi hút tấn công của địch, làm cho địch đánh mình không thấm nữa, thì con này solo cũng khá là khỏe mọi người. Thì mình đánh giá là con này có thể solo đường với Lữ Bố được nha. Thì khi mà Lữ Bố nó có nội tại gì kệ nó, mọi người cứ cắm dây vô hút tấn công của nó, thì nó đánh dù là sát thương chuẩn thì cũng không thấm mấy, với lại nó cũng có chiêu ba để né sát thương này nọ nữa. Đó, bây giờ mình sẽ lên cái đồ xuyên giáp này nha. Thì con này nó có những con quạ nhỏ nhỏ đó, cho nên là mình có thể lên được cái xuyên giáp, cái trượng đó mình không biết gọi cái gì, cái xuyên giáp xanh dương đó. Thì chắc là mình gọi là cái nó cũng giống cái sóng biển rồi nọ, kêu là cái trượng sóng đi. Còn cái trượng kia là cái trượng tím xuyên giáp phép. Cái con bùa xanh này cứ nhường cho mid của mình đi mọi người, mình cũng không có ai con bùa xanh này làm gì đâu. Mình sẽ đợi nó ulti xong mình sẽ bật chiêu cuối thôi mọi người. Đó, thì mình nói sơ qua về chiêu thức của con này nha. Thì cái nội tại của nó, mỗi khi các bạn dùng một kỹ năng nào đó sẽ triệu hồi một con quạ. Đó, con quạ mà bay xung quanh đó mọi người, hình như là tối đa 6 con đúng không nhỉ? Đúng là 6 con mọi người, tối đa được 6 con. Mọi người dùng kỹ năng trúng thì nó sẽ triệu hồi một con, kỹ năng 1 lần 2 trúng lần nữa thì nó sẽ triệu hồi được con nữa. Thì chiêu 1 nếu mà mọi người biết dùng thì sẽ được 2 con, chiêu 2 được thêm 1 con nữa. Rồi chiêu 3 này nọ, nói chung là mọi người dùng chiêu tầm vài lần thôi là full quạ rồi mọi người. Và con quạ nó sẽ bay xung quanh mọi người, giúp cho mọi người nó giúp mọi người đánh sát thương tướng địch đó mọi người, rồi hồi máu cho mình đó. Đó, cái con quạ nó rất là lợi. Mọi người nên cố gắng tích nhiều con quạ thì nó mới mạnh nha. Đó, thì dùng mỗi một lần kỹ năng nó sẽ có con quạ. Rồi cái thanh ở dưới màu tím tím đó mọi người, cái thanh nó mà mất á, cái thanh nó mà hết á, thì nó sẽ mất luôn 6 con quạ nha. Nó không mất từng con mà nó mất một lượt 6 con luôn nha mọi người. Cho nên là mọi người nhớ là duy trì những con quạ đó giùm mình nha. Thì mọi người đánh thường nó sẽ tăng cái thanh tím tím nó lên, mọi người dùng kỹ năng nó cũng tăng cái thanh tím tím nó lên được một ít. Đó, thì mọi người thấy không, cái thanh tím tím nó hết rồi, mình hết quạ rồi mọi người. Đó, dùng kỹ năng thì sẽ thêm được một con quạ. Đó, mọi người cứ tiếp tục ưu tiên đánh thường thì nó sẽ duy trì những con quạ đó. Mọi người phải có đây con thú đứng nhắm say xưa thế nhỉ. Đó, nó xem thường cái khả năng giết chó của mình mọi người, cho nên là nó đã phải trả giá rồi. Đó, bây giờ mình sẽ phá những cái trụ này nha. Team địch trận này hơi nát rồi mọi người. Mình chơi Mỹ Nguyệt mới vài lần thôi mà bọn nó chịu không nổi rồi. Tuy là cái con này mình thấy chơi cũng đã, đánh cũng mạnh đó, nhưng mà mình không thích chơi. Mình cũng nói lý do đầu trận là do mình thấy nó khả năng sóc đam nó không mạnh. Ok, chết luôn à, cái pha này nhỏ thế nha. Lo nói chuyện nhưng mà chết luôn rồi, mọi người. Lấy được 3 đường không? Ok, lấy được 3 đường luôn mọi người.
ngon. Pha này mình hơi ẩu mọi người, mình lo nói chuyện quá cho nên là mình không ngờ là cái trụ nó bắn chết được mình. Pha đó pha cuối cái trụ bắn 2k luôn. Rồi, ok không sao mọi người. Đó mình sẽ thấy team mình nó đang cơm bát mid rất là ghê gớm rồi mọi người. Mình sẽ ra gọi là liếm một tí mọi người. Đây mình liếm được mạng con tô liệt. Ok nó còn nội tại luôn à. Từ từ nó sắp hồi sinh rồi. Nó hồi sinh luôn rồi mọi người ơi. Giết được không nha? Ok giết được một con đông. Thấy hết chân nhân bây giờ con tô liệt rồi, chết không? Chết không? Ok chết được con tô liệt, ngon mọi người ơi. À, bây giờ mình cố gắng ăn rồng mọi người. Team địch bây giờ thủ nhà cũng ghê quá anh em ơi. Thì mình nói tiếp về kỹ năng nha. Thì cái chiêu 1 của con Mỹ Nguyệt này chính là thả một con quạ, bấm một lần nữa thì sẽ biến tới cái con quạ đó luôn. Thì mình thấy cái kỹ năng này nó cũng tương tự như cái ô của công tung ly đó mọi người. Đó, cái ô mà ulti của công tung ly mình thấy nó cũng tương tự như cái chiêu đó đó. Đó thì cái chiêu 2 sẽ là nối dây vô địch, mình đã nói từ đầu rồi, chính là nối dây vô rồi hút tấn công của địch. Tấn công mình ngày càng tăng, tấn công của địch thì ngày càng giảm, tạo nên cái sự khả năng khỏe trong solo nha mọi người. Đó, còn chiếc ulti thì gọi là không thể chọn làm mục tiêu, rồi gây sát thương cho địch xung quanh. Cái ulti rất là đơn giản, ulti thì như là trạng thái vô địch thôi, không win được luôn mọi người. Mình định win luôn mọi người, thôi chạy. Mình định win nhưng mà team địch phá lính nhanh quá mọi người ơi. Pha này không win được, tức thế nha. Ok không sao mọi người. Đó, ulti thì sẽ không là được chọn là mục tiêu trong vòng 2 giây, thì giống như là trạng thái vô địch vậy đó mọi người, không ai làm gì được mọi người hết trơn. Dùng chiêu đó để né sát thương này nọ rất là ổn nha mọi người, cho nên là con này mọi người combo chạy thì mọi người dùng chiêu 1 ra một cái chỗ thiệt là xa, xong rồi mọi người dùng ulti xong rồi mọi người biến là cái chỗ chiêu 1 đó, thì mọi người sẽ nói chung là biến ảo giống như cái pha đầu mình chơi vậy đó. Thì chiêu thức con này mình nói sơ qua là vậy, thì mọi người chú ý nhớ chiêu quan trọng nhất chính là chiêu 1 mọi người phải. À không, chiêu quan trọng nhất chiêu 2, nhưng mà ý mình là chiêu 1 mọi người phải thả con quạ như nào mà cho khi mọi người kích hoạt lại lần nữa nó không kiếm được mọi người, nó không bắt được mọi người á, thì mọi người thả con quạ như vậy mới là hay nha. Còn chiêu 2 thì mọi người phải nói trúng nó thì mới mạnh được. Mọi người lưu ý cái con này như vậy. Rồi cái nội tại mọi người nên giữ ở 6 con. Ơ kìa nó đông thế nhỉ. Chạy được không? Không. Thôi mình chết rồi mọi người ơi. Nhưng mà để cho team mình nó cố gắng thì mình không biết có win được. Pha này hôm nay mình mất một người, team địch cũng mất một người rồi. Team địch cũng mất Uyển Nhi rồi. Được con này không? Nó là hồi sinh rồi mọi người. Từ từ. Nếu mà team địch chết thì rồi ok, team mình còn 4 được, còn 3 mình đang có lợi thế mọi người. Thì cố gắng lên các bạn ơi. Thì hôm nay mình cũng đã chơi được con Mỹ Nguyệt này lên phép đi rừng rồi đó mọi người. Thì hôm nào mình có thời gian mình chơi nữa thì mình sẽ chơi đi top, nhưng mà không biết nha mọi người. Không biết hẹn chừng nào, không hứa trước đâu. Win luôn. Ok, trận đấu này cũng kết thúc rồi. Cảm ơn mọi người đã xem video tới giờ phút này nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Giờ thì hẹn gặp lại mọi người ở các clip sau nha. Bye bye.